có thể hoãn lệnh cấm Huawei tới 4 năm. Tháng 8 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đạo luật ủy quyền quốc phòng, NDAA, cấm chính phủ Mỹ cũng như các tập đoàn công nghệ không được sử dụng các công nghệ Huawei. Tuy nhiên theo nguồn tin từ CNET, một vài quan chức chính phủ đã thừa nhận Mỹ chưa sẵn sàng nghỉ chơi với tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc. Tờ VKSG cũng cho biết ông RUSSLTVOUGHT, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng mới đây đã yêu cầu một lệnh trì hoãn kéo dài 2 năm dành cho Huawei. Theo đó, vào ngày mùng 4 tháng 6, Vought đã gửi một lá thư tới Phó Tổng thống Mike Pence và 9 thành viên Quốc hội, lập luận rằng lệnh cấm sẽ gây ra những sự sụt giảm mạnh đối các công ty cung cấp công nghệ cho chính phủ. Lệnh cấm cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến các công ty thuộc khu vực ngoại ô nước Mỹ, vốn là những đơn vị hiện đang được trợ cấp hoặc vay vốn từ chính phủ liên bang, nhưng vẫn sử dụng nhiều công nghệ từ Huawei, nếu chặn đứng hợp tác với Huawei các công ty này có khả năng không thể hoạt động và từ đó dẫn đến không thể hoàn trả khoản vay cho chính phủ. Vox thậm chí cân nhắc sẽ đề xuất trì hoãn lệnh cấm tới 4 năm nếu dựa theo các tiêu chí từ đạo luật NDAA, trước khi Mỹ ngừng sử dụng mọi công nghệ của Huawei, người phát ngôn của văn phòng cho biết quyết định này sẽ không đi ngược lại chính sách cấm Huawei kinh doanh tại Mỹ của ông Trump. Điều này sẽ đảm bảo các công ty công nghệ Mỹ có đủ thời gian để dàn xếp việc kinh doanh với Huawei, cũng như nhiều đối tác Trung Quốc khác được liệt kê trong danh sách của NDAA. Hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh an ninh quốc gia đối với Huawei, khiến Google, Facebook và nhiều công ty công nghệ khác của Mỹ phá vỡ mối quan hệ hợp tác lâu năm với tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Nguyễn Nguyễn